ơn tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Liên tục im lặng trước tin đồn hẹn hò, Hoàng Thùy Linh lại tới tận nhà chúc mừng sinh nhật của mẹ Ghi Lê. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh còn bị Soi đặc biệt chuẩn bị một bó hoa có dòng chữ Happy Birthday Má để tặng mẹ Ghi Lê. Mới đây, hình ảnh Hoàng Thùy Linh có mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ Ghi Lê được lan truyền trên mạng xã hội. Điều này càng khiến giới truyền thông và người hâm mộ càng bán tín bán nghi trước mối quan hệ trên mức bạn bè đồng nghiệp của cả hai người. Qua hình ảnh có thể thấy, Hoàng Thùy Linh cùng Ghi Lê luôn đứng cạnh nhau trong buổi tiệc. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh còn bị Soi đặc biệt chuẩn bị một bó hoa có dòng chữ Happy Birthday Má để tặng cho mẹ Ghi Lê. Điều này đã làm người hâm mộ vô cùng thích thú và mong mỏi cả hai sớm thừa nhận mối quan hệ trong thời gian không xa. Sau hơn một tháng bị đồn bí mật hẹn hò, vừa qua Ghi Lê và Hoàng Thùy Linh đã cùng tham dự một sự kiện chung. Tuy nhiên, thay vì sánh đôi trên thảm đỏ, cả hai lại tránh xuất hiện chung bằng cách mọi người tới sự kiện một thời gian khác nhau. Vậy nhưng, những hình ảnh được ghi lại tại đây vẫn lọt vào tầm chú ý của công chúng khi cả hai vẫn tiếp tục đeo nhẫn đôi. Đây là chiếc nhẫn khiến cả hai từng bị Soi khi vướng nghi vấn hẹn hò trước đó. Trước đó, đại diện Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ trên truyền thông rằng không hiểu vì sao lại xảy ra tin đồn này, bởi Ghi Lê và Hoàng Thùy Linh cùng chơi trong một nhóm bạn thân.